Thị trường ngoại tệ đã ổn định ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có chuyện phá giá Việt Nam đồng và sẵn sàng cung ứng ngoại tệ để ổn định tỷ giá. Hôm nay tỷ giá giữa đồng đô la và đồng Việt Nam niêm yết của các ngân hàng đã giảm từ 60 đến 100 đồng một đô la. Nhiều ngân hàng thương mại cho biết sẵn sàng bán ra ngoại tệ nếu tỷ giá còn biến động. Ngay từ sáng nay, tại sở giao dịch của Agribank, một trong những ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống, tỷ giá đã được điều chỉnh giảm tới 100 đồng một đô la Mỹ cả chiều mua vào và bán ra. Hiện tại, tỷ giá đã về mức 20.830 đồng một đô la Mỹ mua vào và 20.915 đồng một đô la Mỹ bán ra, mức bình thường so với nhiều ngày trước. Ở nhiều ngân hàng khác, mức điều chỉnh giảm tương tự cũng đã được áp dụng. Thời điểm đầu giờ sáng ngày hôm nay ấy, thì có một cái hiện tượng, đó là cái tỷ giá đô la Mỹ là đã sụt giảm ngay từ đầu giờ sáng và đã giảm mạnh, tương đối mạnh, giảm 100 điểm so với cái mức đóng cửa ngày hôm qua. Và hiện tại thì cái tỷ giá chúng tôi cũng đã thay đổi 4 đến 5 lần và hiện tại đang được duy trì quanh mức 20.900, tức là vẫn thấp hơn khoảng 100 đồng so với cái mức cao nhất của ngày hôm qua. Đại diện của nhiều ngân hàng thương mại cũng có chung nhận định đây không phải là thời điểm thích hợp để điều chỉnh tăng tỷ giá. Vì chúng tôi nhận định rằng là tỷ giá khó có khả năng biến động ra ngoài cái biên độ mà ngân hàng nước quy định, và ngân hàng nước sẽ có những động thái can thiệp để bình ổn thị trường, và tiềm lực của ngân hàng nước bây giờ cũng có tiềm lực cũng như là cái cam kết của ngân hàng nước cũng đã tốt hơn trước rất là nhiều. Tiềm lực ở đây được hiểu là dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Trong năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào tới 15 tỷ đô la Mỹ và chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm nay, 5 tỷ đô la nữa lại được Ngân hàng Nhà nước mua thêm. Điều đó chứng tỏ mức cung ngoại tệ trên thị trường là khá dồi dào và động thái mua dòng ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định thông điệp giữ vững và ổn định tỷ giá trong nước, đồng thời cũng là một cách để hỗ trợ xuất khẩu. Trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã mua một cái khối lượng lớn ngoại tệ trên thị trường và thông qua đó thì cũng góp phần giữ ổn định tỷ giá. Nếu như Ngân hàng Nhà nước không mua ngoại tệ vào thì tỷ giá có khả năng là giảm thấp hơn nữa. Như vậy là thông qua cái việc can thiệp trên thị trường ngoại hối thời gian qua thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã phần nào hỗ trợ cho việc tăng trưởng xuất khẩu. Theo Ngân hàng Nhà nước, cung cầu ngoại tệ hiện không có xáo trộn nào đáng kể. Bởi vậy, sự biến động của tỷ giá trong mấy ngày qua là điều bất thường. Và cơ quan này cũng khuyến cáo người dân nên tỉnh táo. Thực tế, với lượng dự trữ ngoại hối ở mức cao kỷ lục như hiện nay, Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn có thể can thiệp vào bình ổn thị trường. Và nếu nắm giữ Việt Nam đồng thì người dân vẫn có lợi hơn đô la Mỹ tới 4 lần.